Chiều 14 tháng 6 năm 2020, cuộc truy bắt triệu quân sự, phạm nhân giết người vượt ngục đã trải qua ngày thứ 10. Suốt 10 ngày qua, hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng quân sự và công an đã rất vất vả lội rừng để tìm kiếm đối tượng đặc biệt nguy hiểm này. Tuy nhiên, giữa lúc các lực lượng chức năng đang tích cực thực hiện các phương án truy bắt, thì trên mạng xã hội đồng thời cũng xuất hiện nhiều tin vịt khiến cho dư luận nhiễu loạn về thông tin. Trong đó, nhiều trang mạng xã hội tung tin một cảnh khuyển hy sinh khi truy tìm dấu vết phạm nhân sự được thăng hàm trung úy gây xôn xao dư luận. Sau khi đăng tải, thông tin này đã được chia sẻ, đăng tải lại với tốc độ chóng mặt, thu hút hàng trăm ngàn lượt thích, bình luận. Nhiều bình luận chia sẻ những khó khăn với lực lượng chức năng khi phải truy tìm phạm nhân triệu quân sự trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, trong đó có cảnh khuyển. Bên cạnh đó, nhiều bình luận thiếu kiềm chế chỉ trích chi ba lực lượng chức năng cũng như lực lượng cảnh khuyển thể lực yếu, đào tạo kém nên mới dẫn đến để hy sinh. Trước thông tin trên, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng cho biết, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc có một chú chó nghiệp vụ hy sinh khi truy tìm phạm nhân triệu quân sự trên núi Hải Vân là hoàn toàn bịa đặt, không chính xác. Ngoài ra, theo lực lượng cảnh sát giao thông thuộc trạm cửa ô Hòa Hiệp, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng, thì khi truy đuổi vào chiều 4 tháng 6 năm 2020, phạm nhân triệu quân sự đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang. Theo lãnh đạo phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, dấu vết sự để lại hiện trường trước khi tẩu thoát lên rừng rất ít, chỉ có xe máy biển số 76X6-2978 và chiếc khẩu trang cách đó không xa. Tuy nhiên, trên mạng lại có một số thông tin cho rằng sự vứt lại mũ bảo hiểm tại hiện trường. Theo Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng thì đây cũng là thông tin không đúng. Quay trở lại với cuộc truy bắt triệu quân sự, ngày 14 tháng 6 năm 2020 là tròn 10 ngày kể từ khi phạm nhân vứt lại xe máy trong lúc bị lực lượng công an truy đuổi ở đèo Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Hiện tại, công tác truy bắt triệu quân sự vẫn không có kết quả. Đại diện Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng cho biết, sau 10 ngày triển khai nhiều phương án truy bắt phạm nhân triệu quân sự tại rừng Hải Vân, thì đến nay các lực lượng trinh sát đã được rút khỏi khu vực này. Tìm thấy dấu vết kẻ giết người vượt ngục triệu quân sự để lại trong rừng Hải Vân. Thông qua chó nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều dấu vết sự để lại trong khu vực rừng Hải Vân. Liên quan đến vụ truy bắt phạm nhân trốn trại triệu quân sự, ngày 12 tháng 6, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo đồn biên phòng Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đang phối hợp với lực lượng công an tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị nghiệp vụ thành phố Đà Nẵng triển khai lực lượng truy bắt triệu quân sự, sinh năm 1991, quê ở tỉnh Thái Nguyên, phạm nhân trốn trại đặc biệt nguy hiểm. Theo vị lãnh đạo này, đến 9 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy dấu vết của sự. Công tác truy bắt vẫn đang được thực hiện với việc các mũi trinh sát tình nhuệ được tung vào rừng phối hợp với người dân thuộc địa phương để tìm kiếm tung tích của đối tượng. Về phía đồn biên phòng Lăng Cô và các lực lượng nghiệp vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, phân phát hình ảnh của triệu quân sự đến với người dân quanh khu vực giáp danh hai tỉnh, thành phố. Ngoài ra, chúng tôi cũng tổ chức các chốt chặn, phong tỏa tuyến đường mà sự có thể di chuyển qua để tiến về miền Bắc. Cho đến nay, qua nhiều cuộc họp bàn giữa lực lượng truy bắt của hai tỉnh, thành phố, từ các thông tin thu thập được, chúng tôi nhận định nhiều khả năng đối tượng sẽ tìm cách quay ngược trở về miền Bắc dù trốn sang Trung Quốc, vị lãnh đạo này thông tin. Cũng theo vị lãnh đạo đồn biên phòng Lăng Cô, quá trình truy bắt, lực lượng chức năng đã phát hiện dấu vết của sự từ địa điểm trên đèo Hải Vân, nơi sự bỏ xe máy chạy lên núi. Sau đó, thông qua chó nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều dấu vết sự để lại trong khu vực rừng Hải Vân. Nói thêm về bản thân triệu quân sự, vị lãnh đạo này đánh giá triệu quân sự là đối tượng đặc biệt nguy hiểm khi đã phạm nhiều tội danh và hai lần trốn trại. Ngoài ra, sự đã được đào tạo trong quân ngũ, đồng thời cũng là một đối tượng cực kỳ quen thuộc việc sinh tồn trong rừng, núi vì bản thân sự là người đồng bào dân tộc thiểu số, quen sinh sống tại vùng rừng, núi tỉnh Thái Nguyên. Triệu quân sự là đối tượng bị trại giam quân sự khu vực miền Trung quân khu 5T10 do quyết định truy nã phạm nhân trốn khỏi nơi giam giữ. Trước khi vượt ngục, sự đang thi hành án chung thân do các tội danh giết người, cướp tài sản, đào ngũ, trốn khỏi nơi giam, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích. Triệu quân sự là binh nhì, chiến sĩ đại đội 1, tiểu đoàn 18, sư đoàn 3, quân khu 1 trước khi phạm tội. Cũng theo quyết định truy nã, khoảng 14:20 ngày 3 tháng 6, triệu quân sự đã leo qua tường rào khu bảo vệ trại giam để bỏ trốn. Đối tượng cao khoảng 160cm, màu da ngăm đen, sống mũi thẳng. Đây không phải là lần đầu tiên mà triệu quân sự vượt ngục. Trước đó, dự từng cùng một phạm nhân khác thi hành án tại trại giam T10 đã dùng vật sắc nhọn cưa song sắt cửa sổ buồng giam rồi bỏ trốn vào ngày 8 tháng 11 năm 2015.